Xin mời đại biểu số 03, ông Nguyễn Hữu Câu của tổ đại biểu Kỳ Sơn. Kính thưa các đồng chí chủ trì phiên họp, kính thưa các vị đại biểu là khách mời của kỳ họp, thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Qua hai ý kiến phát biểu của lãnh đạo Sở Giáo dục rồi lãnh đạo Sở Tài chính, tôi xin có thêm một vài ý kiến để Hội đồng các đồng chí nghiên cứu để chúng ta quyết định. Vấn đề thứ nhất là về vấn đề xây dựng thủy điện ở các cái vùng đồng bào ở miền núi. Qua nhiều kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội cũng như đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thì người dân ở miền núi á, người ta không mặn mà về cái chủ trương tiếp tục xây dựng nhà máy thủy điện ở đây. Thực tình chúng tôi đi vào đến tận dân mới thấy là dân của chúng ta rất khổ. Khi xây dựng nhà máy thủy điện thì họ hiến đất, hiến nhà, hiến ruộng vườn, thậm chí cả mồ mả cha ông của mình đi để cho các doanh nghiệp làm thủy điện. Chưa nói đến vấn đề là ô nhiễm môi trường rồi xâm phạm đến rừng, thì nhưng mà những cái lợi ích của họ thu được khi làm thủy điện thì không được một cái gì cả. Dân người ta nói rằng là kể cả xin một ít kinh phí cho các cháu hoạt động thôi thì các cái nhà máy thủy điện cũng không hỗ trợ cho dân đâu. Và cũng đã nhiều một số nhà máy đến ngày quốc khánh, đến ngày lễ trọng, kể cả ngày bầu cử đại hội đảng, là hội đồng hoặc đại hội đảng, họ cũng không treo cờ. Đây là một thực tế. Đại biểu Thi, rồi đại biểu Liên, rồi tổ đại biểu số 1 ở tại địa bàn Kỳ Sơn. Tôi hôm qua có nói về cái chuyện này. Tôi thấy rằng là những cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân đồng bào miền núi như vậy thì hội đồng chúng ta cần phải xem xét. Ở góc độ quản lý thì tôi vẫn kiên quyết đề nghị là chúng ta không nên phát triển nhiều về cái thủy điện ở miền núi. Thế còn về ngân sách, báo cáo với các đồng chí hội đồng là dân người ta nói thế này này, mỗi năm nhà máy thủy điện thì cho họ một ngày thôi, 360 ngày thì cho dân một ngày để làm cái an sinh xã hội cho xã, nhưng mà không ai cho cả. Cái đề xuất của họ ở đây ấy, là họ muốn chuyển đến đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh để chúng ta có cái kiến nghị với Quốc hội, để Quốc hội có ý kiến với Chính phủ. Và đồng thời Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng có kiến nghị với Chính phủ để chỉ đạo các doanh nghiệp điện phải có trách nhiệm để mà tham gia vào cái hoạt động an sinh xã hội ngay tại địa bàn mà anh xây dựng cái cơ sở thủy điện ấy. Họ xin có một ngày thôi các anh chị ạ, chứ không phải họ xin nhiều được đâu. Thì ngày hôm qua thì một số đại biểu có nói với cái này, đây là những cái tâm tư nguyện vọng rất thật, và chúng tôi là những người đi qua ở với dân và chúng tôi khảo sát tình hình ở đấy. Cho nên tôi đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh chúng ta tiếp thu ý kiến này để chúng ta có cái tiếng nói với Quốc hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến này để chúng ta kiến nghị với Chính phủ. Từ đó Chính phủ chỉ đạo ngành điện lực của Việt Nam, chỉ đạo các nhà máy điện phải có trách nhiệm hỗ trợ cho các xã nơi xây dựng các cái nhà máy thủy điện. Đây là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là về vấn đề nhập trường. Thưa với các đồng chí, đây là một vấn đề vô cùng nhạy cảm. Và tình hình nhập trường của chúng ta, trước đây tôi cũng là người mà trực tiếp xử lý nhiều cái điểm nóng. Khi chúng ta nhập trường, chúng ta làm không đến đầu đến đùa, không tuyên truyền vận động cho dân, chủ trương không thống nhất, cho nên khi đột ngột đưa vào nhập trường là dân người ta phản ứng. Tôi lấy ba ví dụ rất điển hình. Điển hình thứ nhất đó là vụ khánh thành của Yên Thành năm 2009. Khi chúng ta nhập trường, người ta phản đối rất quyết liệt. Và sau đó thì trở thành một cái điểm nóng của chúng tôi là những người giải quyết. Vấn đề thứ hai là ở Nghi Thiết, Nghi Lộc. Cũng tương tự như vậy. Khi nhập hai trường của Nghi Thiết và Nghi Tiến là một, dân người ta cũng phản đối rất quyết liệt. Rồi ở Hưng Nguyên, và ngay trong cái thời gian vừa rồi đây, chúng tôi đi tiếp xúc cử tri ở tại địa bàn Anh Sơn và Đô Lương, người ta cũng không mặn mà về cái chuyện chúng ta nhập trường. Đồng thời ngày hôm qua tại tổ thảo luận của chúng tôi, đồng chí chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu cũng nói rằng là cái việc nhập trường này là chưa hợp lý. Cho nên tại cuộc họp này tôi đề nghị Hội đồng Nhân dân huyện, Hội đồng Nhân dân tỉnh và đề nghị Sở Giáo dục, chúng ta phải làm được ba cái việc. Sau đó chúng ta phải mới đề nghị với cái chủ trương là nhập trường. Vấn đề thứ nhất là sát nhập
trường của liên xã thì các đồng chí phải khảo sát thật kỹ xem hai cái xã có chủ trương nhập trường họ có đồng thuận hay không. Vấn đề thứ hai là huyện ở đó, lãnh đạo huyện có đồng thuận cho chủ trương chúng ta nhập trường hay không. Còn nếu xã huyện chưa đồng thuận thì chúng ta nên tính toán kỹ. Và khi triển khai chủ trương của Hội đồng Nhân dân tỉnh xuống để đi vào thực tiện thì dứt khoát chúng ta phải có một cái lộ trình để vận động giáo dục tuyên truyền cho người dân, người ta thấy được cái lợi ích của cái việc nhập trường. Còn nếu không, người ta thấy rằng là chúng ta làm như thế là lấy cái mệnh lệnh hành chính để chúng ta bắt ép ở dưới làm thì tôi nghĩ là không nên. Với cái cách thức như vậy cho nên chúng tôi đề nghị là chúng ta phải hết sức thận trọng khi liên quan đến lợi ích của người dân. Mà như chúng ta đã nói với nhau rất nhiều là lợi ích của nhân dân thì dù là cái nhỏ nhất chúng ta cũng phải làm. Còn những cái gì dân chưa đồng thuận chúng ta cần phải vận động và chúng ta cần phải toàn tính toán một cách có lộ trình. Chúng tôi không phải là cái người không ủng hộ đâu, chúng tôi rất ủng hộ, nhưng mà chúng ta phải làm đúng thực tiễn của chúng ta, chứ không vì một cái ý chí của chúng ta để chúng ta làm xáo trộn ở dưới cơ sở thì là không nên. Tôi xin có ý kiến như vậy, xin hãy ý kiến. Cảm ơn ý kiến của đại biểu Câu.